Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, các nhà thầu trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn các tỉnh miền Trung nỗ lực đẩy nhanh thi công xuyên dịp nghỉ lễ Quốc khánh cho kịp tiến độ. Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, để đảm bảo tiến độ dự án, các đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện thi công xuyên lễ với 3 ca một ngày. Trên công trường cao tốc Cam Lộ hiện có hơn 150 đầu xe, máy các loại cùng gần 200 công nhân, kỹ sư. Trong những ngày nghỉ lễ 2 tháng 9, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng các cán bộ, kỹ sư, công nhân các nhà thầu vẫn miệt mài làm việc từ 7 giờ đến 21 giờ để đảm bảo các hạng mục dự án thành phần trên công trường để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đề ra.